Như vậy là một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trên đắp chăn nằm nghe Tun kể rồi đây. Tuần vừa rồi của mọi người như thế nào? Còn Tun đã có một quãng thời gian rất tuyệt vời là mình đã ngồi đọc lại hết tất cả các bình luận của mọi người ở trong các số podcast trước. Và các bạn có muốn đề xuất với Tun rằng là Tun hay Tun, hãy làm một số liên quan đến chủ đề là làm như thế nào để chúng ta có thể hòa nhập được với đám đông đi. Ok, đơn giản thôi. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau đắp chăn lên giường đi ngủ thôi nào. Trong tập ngày hôm nay thì Tun sẽ hướng dẫn cho mọi người một nghệ thuật mang tên nghệ thuật trà trộn nơi đông người. Các bạn có thể áp dụng khi mà đi đến một bữa tiệc nào đó, một buổi sinh nhật có quá là đông người, một buổi hội thảo, một buổi workshop, hoặc là bất cứ nơi đâu mà các bạn cảm thấy rằng là đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ của mình, nhưng các bạn không biết làm thế nào để chúng ta có thể hòa nhập được với đám đông và làm như thế nào để các bạn có thể kết bạn được với họ, thì ngay bây giờ đây tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người. Đầu tiên là các bạn cần phải xác định được mục đích là mình đến với bữa tiệc đó để làm gì, để kết bạn, để có thêm cơ hội mới. Bản thân Tun thì luôn luôn quan niệm rằng là nơi nào mà mình đến ý, thì nó đều là cái nơi mà mình cần phải đến. Và khi mà các bạn đến một tập thể hay là một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ thì chắc chắn nó sẽ giúp cho các bạn mở rộng ra cực kỳ nhiều mối quan hệ trong tương lai. Ví dụ, mình không ngờ rằng là trong một bữa tiệc của TikTok mà mình lại quen được một người bạn thân nhất cuộc đời mình tính đến thời điểm hiện tại. Đó chính là Long Chun. Đấy, thì các bạn chỉ cần nắm được cái phương pháp này thôi là các bạn sẽ có thể mở rộng ra được rất nhiều mối quan hệ. Hay là như chị Hương Giang, đấy, một người chị đồng nghiệp của mình, chị Hương Giang Idol ấy, thì chị có kể rằng là chị là một người mà rất nhanh chóng để có thể kết bạn với mọi người. Và chị cũng là một người mà nắm rõ cái thủ thuật trà trộn nơi đông người rất giỏi. Khi mà chị đi đánh góp, chị đã quen thêm được rất nhiều mối quan hệ mới. Và một trong những mối quan hệ đó đã trở thành nhà tài trợ chính cho các chương trình game show mà chị đang làm. Thì đấy, đấy chính là một trong những cái cách mà các bạn cần phải xác định được cái mục đích khi mà các bạn đến nơi đông người để làm gì. Mình thì luôn luôn xác định là đến nơi đông người là mình sẽ mở ra được rất nhiều mối quan hệ. Đấy là mục đích của mình khi đến nơi đông người. Và làm như thế nào để bạn có thể áp dụng nghệ thuật trà trộn thì ngay bây giờ đây Tun sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên, fake it until you make it. Đây là một câu ngạn ngữ ở bên nước ngoài. Nó có nghĩa là hãy giả vờ cho đến khi mà bạn làm được nó thật. Có thể ở thời điểm hiện tại các bạn là một người mà nó rất lúng túng và rất ngại đám đông, nhưng hãy luôn luôn tỏ ra là một người cực kỳ tự tin khi đến một nơi đông người. Mọi người phải hiểu này, phong thái là một cái rất quan trọng để quyết định cái mức độ nổi bật của các bạn trong một tập thể hay trong một đám đông người. Bạn nào mà hay theo dõi story của Tun ý, thì sẽ thấy rằng là mỗi dịp mà Tun đi event hoặc là đi dẫn chương trình thì hay up những cái đoạn clip là mình đứng giao lưu với người này, đứng giao lưu với người kia, đúng không? Thì mọi người nhìn vào sẽ tưởng rằng là ôi, hóa ra đây là bạn của bạn này. Nhưng mà không, có rất nhiều người đấy là lần đầu tiên mà mình nói chuyện nhé. Nhưng mà mình áp dụng một cái cách rằng là mình luôn tỏ ra là tất cả mọi người yêu quý mình, vì thế mà sẵn sàng bắt chuyện với tất cả mọi người trong tầm ngắm và trong tầm mắt của mình, không ngại bất cứ một ai cả. Thứ hai là chúng ta lựa chọn người phù hợp. Có phải rằng là khi mà bọn mình đến một cái nơi nào đó đông người, đúng không, thì mình lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ như con bò đeo nơ ấy mọi người. Thành ra các bạn cần phải có hành động đầu tiên, đó chính là quan sát. Mình xem cho một đám đông đấy ai lơ ngơ giống như mình thì mình tóm dính ngay. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn đi ăn cưới một người bạn đồng nghiệp, nhưng các bạn chẳng quen biết ai cả. Mà tí nữa mà đi ăn cỗ cưới, ngồi trong một cái bàn mà 10 người không quen biết ai mà ngồi ăn cơm với họ, rất ngại mọi người ạ. Có khi còn là không dám ăn. Mình bên nhà dâu thấy một chị nào đó cũng xa lạ nhưng mà lơ nga lơ ngơ đứng bên nhà dâu, tiến lại bắt chuyện ngay. Bởi vì sao? Cũng lơ ngơ mà. Cách bắt chuyện như thế nào? Ví dụ đám cưới Linh và Hiếu, đúng không, thì bạn tiến lại gần chị đấy, bạn hỏi rằng là chị ơi, ngày hôm nay chị cũng đi ăn cưới Linh và Hiếu à?
chị sẽ hơi dè chừng các bạn. Chị bảo ừ, em cũng thế chị ạ. Chị đi ăn cưới bên nào? Em ăn cưới bên đằng nhà dâu. Thì bà cũng đứng ở bên nhà dâu thì đương nhiên là bà cũng ăn cưới bên nhà dâu rồi, đúng không? Xong rồi chị sẽ bảo ừ, chị cũng ăn cưới bên nhà dâu đây. Xong các bạn sẽ tiếp tục nói, bắt câu chuyện đấy luôn. Vâng chị ơi, hôm nay em là bạn đồng nghiệp của Linh, nhưng mà em đi ăn cưới một mình em ngại quá. Em thấy chị cũng đứng một mình, tí nữa chị em mình ăn chung bàn cho vui nhá. Lơ ngơ lơ ngơ chả quen biết ai cả chị ạ. Đấy, thì tức là các bạn đã nắm bắt được tâm lý người ta rồi. Người ta cũng lơ ngơ, mình cũng lơ ngơ, đi với nhau tự nhiên có bạn đúng không? Bớt ngại luôn. Tự nhiên là ok, thế tí nữa là chị em ngồi cùng với nhau nhá. Vâng vâng vâng, chị em đi với nhau nhá. Đấy, tự nhiên là mình tìm thêm được một người bạn đồng minh chưa? Ok la chưa? Tiếp theo sẽ là một ví dụ khác thực tế hơn, là câu chuyện của bản thân mình. Mình đi đến một bữa tiệc của TikTok, thì đấy cũng là lần đầu tiên mà mình tham gia sự kiện của bên đó. Lơ nga lơ ngơ, xong rồi quan sát xung quanh thấy ai cũng có bạn có bè, có hội có nhóm, cứ đứng yên như chờ chồng. Thấy một ông tiến tới cũng lơ nga lơ ngơ như mình, đứng ở một cái gốc cây, cũng đứng quan sát mọi người. À, mình biết rằng là đây là cái đối tượng để mình có thể tiến lại làm quen rồi đây. Thế là tôi tiến đến nhé. Hello anh Long Chun, em là Tun Phạm đây, em hay xem clip của anh lắm. Ông Long bắt chuyện lại với mình. Ơ Tun à, anh cũng hay xem clip của mày. Đấy anh ạ, anh ơi, hôm nay đây là lần đầu tiên em tham gia sự kiện bên TikTok, em chả quen ai cả, thôi hai anh em mình đi với nhau nhé. Đấy đúng không? Thì tự nhiên là các bạn lựa chọn đối tượng phù hợp không? Một người lơ ngơ gặp một người lơ ngơ khác, tự nhiên là chúng ta có đôi có cặp chưa? Rất ok la luôn. Thứ ba, đó chính là lựa chọn nhóm. Sau khi mà các bạn đã có đôi có cặp, đã tìm được một đối tượng phù hợp rồi, nhưng mình lại muốn mở rộng mối quan hệ hơn nữa để tạo thành một nhóm chơi với nhau đi, thì làm như thế nào? Ở trong một đám đông thì nó sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm kín. Nhóm này thì không phải là một cái nhóm để chúng ta có thể phù hợp để kết giao. Nhóm kín là như thế nào? Là những người bạn đã quen biết nhau từ trước và những người bạn đã chơi thân với nhau rồi. Xu hướng của nhóm kín là những người sẽ đứng sát xin xít vào với nhau ấy, để họ còn có thể buôn chuyện, để họ còn có thể nói xấu người khác. Đấy, mà tự nhiên các bạn xen vào cái nhóm kín đấy thì các bạn sẽ là người vô duyên. Được chưa nào? Mình thấy một nhóm kín mà ví dụ có người thân quen của mình ấy, thì mình chỉ đi qua mình chào hỏi thôi. Hello mọi người, nhóm mình hôm nay đi chơi vui nhỉ, đông đủ nhỉ anh chị nhỉ, tí nữa mình gặp nhau bên trong nhá. Thế là đủ rồi. Nhưng nếu mà các bạn là một người xa lạ, các bạn cố tình xen vào cái nhóm kín đấy của người ta, thì các bạn sẽ trở thành một con người rất vô duyên và trở thành chướng tai gai mắt. Vậy thì những người xa lạ như chúng ta, lần đầu tiên đến nơi đông người mà muốn tham gia vào một nhóm nào đó, thì làm cách nào? Hãy tìm cho bản thân mình nhóm mở. Thế nào là nhóm mở? Nhóm mở là những nhóm mà họ chưa thân với nhau lắm và họ thường có xu hướng là đứng hơi cách xa nhau một tí, thì đây là một cái cơ hội vàng để các bạn có thể tham gia vào nhóm. Đi đến một đám đông mà thấy ai đó mà đứng hơi tách tách với nhau và nói chuyện hơi cách xa với nhau ấy, tranh thủ xen vào nhóm đấy luôn. Vào mà phát chào hỏi. Em chào anh chị, em là Tun ạ. Hôm nay em cũng tham gia sự kiện này, anh chị cũng đến đây đúng không ạ? Đấy, thế xong bắt đầu là nói chuyện bắt chuyện cùng với nhau. Và nói thật với mọi người luôn là khi mà chúng ta có hội, có nhóm, có bè ấy, đi đâu các bạn cũng tự tin hơn rất là nhiều. Và cái nhóm của các bạn khi đến một nơi đông người, nó sẽ là một trong những tập thể cực kỳ nổi bật. Cho nên là hãy cố gắng tạo một cái nhóm của mình khi đến nơi đông người nhá. Thứ tư, sau khi mà mình đã tìm được nhóm rồi, làm thế nào để chúng ta có thể tham gia được cái nhóm đấy? Thì bây giờ như này đây, mình có một cái cách, đó chính là mình luôn luôn tỏ ra là tất cả mọi người trong cái nhóm mà mình vừa quen ấy đều là những người rất yêu quý mình và đều là những người mà mình quen biết họ từ lâu rồi, mặc dù mình chưa quen biết. Và khi mà chúng ta gặp một người mà chúng ta quen biết thì chúng ta sẽ như thế nào? À, chào anh, chào chị, hôm nay xinh thế. Đấy, thì mình cũng như thế luôn. Tức là luôn luôn tỏ ra mình là một con người mà cực kỳ sở lời và luôn luôn tỏ ra mình là một con người mà cực kỳ quảng giao. Tun là một đứa mà cực kỳ hay khen mọi người, luôn luôn khen ngợi người khác. Gặp một người lạ một phát, mọi người cố gắng này, quan sát từ đầu đến chân họ,
xem điểm nào là điểm nổi bật nhất. Ví dụ một cái người đúng không? Ngày hôm nay họ đeo một cái đồng hồ cực kỳ đắt tiền. Khen luôn: chị ơi, chị có cái đồng hồ xinh thế, không biết bao giờ em mới mua được cái đồng hồ này. Thì nó sẽ là một cái điểm để tất cả mọi người trong nhóm cùng chú ý và dành lời khen. Hay là con gái thì rất thích khen tóc tai: chị ơi, chị để kiểu tóc này hợp với mặt chị nhở, chị làm tóc ở đâu đấy? Cái câu hỏi là làm ở đâu đấy thì người ta sẽ có suy nghĩ rằng là à, người này khen mình thật, hỏi chỗ làm tóc, tức là rất muốn làm tóc giống như mình, cho nên đây là lời khen chân thành. Hay là các bạn có thể chú ý đến chiếc váy vóc của họ. Con gái thì thường hay chú ý đến váy vóc, khen váy luôn. Con trai thì hay chú ý đến gì? Tóc tai, trang phục, phong độ. Bám vào những điểm con trai thích, con gái thích, các bạn khen. Là như thế mình đã có một cái cách để tham gia vào nhóm rồi. Nhưng làm thế nào để cái nhóm đấy nó quý bạn thì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái kỹ năng giao tiếp của mọi người. Nhưng mà tôi sẽ nói kỹ hơn ở các số sau ha. Qua cái phần khen ngợi thì chúng ta làm thế nào để trò chuyện có chiều sâu với nhau hơn? Đó chính là đặt câu hỏi. Hãy đặt câu hỏi với tất cả mọi người xung quanh. Ví dụ như ngày hôm nay đi ăn tiệc thì mình đặt câu hỏi rằng là: chị, sau này chị có muốn tổ chức một cái đám cưới to như thế này hay không? Hay đơn giản rằng là: chị ơi, chị thích ăn món nào nhất? Em biết ăn món cá cực. Đấy, đến cái lúc tráng miệng thì mình sẽ hỏi rằng là: chị ơi, chị thấy đồ tráng miệng ngày hôm nay như thế nào? Hay ví dụ các bạn gặp một người bạn mới, các bạn có thể hỏi về công việc của họ, hỏi về nơi mà họ đang sống. Nói chung là có rất nhiều những vấn đề các bạn có thể bắt chuyện. Hay là hỏi là họ có nuôi chó, nuôi mèo hay không. Và đặc biệt là nếu như mà họ đã đặc biệt thích một cái gì, mình càng quan tâm và đặt câu hỏi liên quan đến sở thích của họ thì họ càng yêu quý mình và càng mở lòng hơn với mình. Hạn chế đặt câu hỏi có hay không. Chị có thích ăn món này hay không? Có em ạ. Chị có thích đi nghỉ mát hay không? Không em ạ. Thế thì câu chuyện nó sẽ đi đến một cái ngõ cụt mà tự nhiên mình cảm thấy người ta chảnh, và mình cảm thấy mình hỏi nhiều quá mình cũng phiền. Hãy hỏi những câu hỏi liên quan đến cảm xúc, liên quan đến như thế nào. Bên cạnh đấy thì chúng ta phải nhớ rằng là khi mà bọn mình đã quen được một người bạn mới rồi ấy, thì cũng phải luôn sống bằng cả trái tim và bằng sự chân thành. Bởi vì dù các bạn có thảo mai, các bạn có cố gắng trà trộn đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ được 5-10 phút đầu thôi, lâu lắm thì được 1-2 tuần thôi. Còn cái sự chân thành của chúng ta sẽ giúp cho cái mối quan hệ nó tiến xa được rất lâu. Lưu ý rằng là khi mà đi đến một đám đông ấy thì ai cũng muốn là một người nổi bật, rồi thì thể hiện bản thân quá nhiều. Nhưng mà khi mà họ chia sẻ câu chuyện của họ thì hãy cố gắng lắng nghe nhé, trở thành một con người mà tinh tế. Nếu họ không nói thì mình hỏi, còn nếu họ nói thì mình nghe. Hãy cố gắng trở thành một con người gọi là siêu kết nối và cực kỳ quảng giao. Chúc các bạn có thể gọi là trà trộn được nơi đông người và có thể mở rộng ra thật nhiều các mối quan hệ xã hội ở ngoài kia. Như vậy là Tun đã nói cho mọi người nghe về nghệ thuật trà trộn nơi đông người rồi. Và sau khi mà các bạn nắm rõ những cái phương pháp ở trên thì các bạn chắc chắn sẽ trở thành một con người mà có thể hòa nhập giữa đám đông một cách cực kỳ xuất sắc. Nếu như các bạn học hỏi được điều gì từ tập ngày hôm nay thì các bạn hãy bình luận ngay phía dưới. Và cái việc mà các bạn viết ra ấy, nó cũng là một cách để các bạn có thể nhanh chóng ghi nhớ và học hỏi những kiến thức mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi số podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc ngủ ngon. Bye bye.